Cô xin chào tất cả các em. Cô tên là Đinh Thị Lan Anh, giáo viên lớp 5 trường tiểu học Trần Văn Ơn, quận 12. Hôm nay cô và các em sẽ cùng tham gia lớp học qua tiết chính tả. Trước khi vào bài học, các em chuẩn bị cho cô sách tiếng Việt lớp 5 tập 1, vở nháp, bút hoặc bảng, phấn. Các em hãy quan sát và cho cô biết ảnh chụp cảnh gì. À, đây là bức ảnh chụp cảnh một dòng kinh ở miền quê Nam Bộ. Hôm nay các em sẽ được viết một đoạn chính tả trong bài văn Dòng kinh quê hương của tác giả Nguyễn Thi. Bây giờ các em mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5, trang 65 và cùng đọc thầm đoạn văn sau nhé. Dòng kinh quê hương cũng như mọi màu xanh trên khắp đất nước, màu xanh của dòng kinh quê hương gợi lên những điều quen thuộc, vẫn như có một giọng hò đang ngân lên trong không gian, có mùi quả chín, một mái xuồng vừa cập bến, có tiếng trẻ reo mừng. Và sau lưng tôi, tiếng giã bàn vừa ngưng lại thì một giọng đưa em bỗng cất lên. Dễ thương làm sao, giọng đưa em lạnh lót của miền Nam vút lên, đưa trẻ thơ vào giấc ngủ, đưa con người vào niềm vui, theo Nguyễn Thi. Các em hãy suy nghĩ và cho cô biết những hình ảnh nào cho thấy dòng kinh rất quen thuộc với tác giả. Một giọng hò đang ngân lên trong không gian, có mùi quả chín. Một mái xuồng vừa cập bến cùng tiếng trẻ reo mừng. Tiếng giã bàn và giọng đưa em cất lên. Đây chính là những hình ảnh cho thấy dòng kinh nơi đây rất quen thuộc với tác giả. Các em hãy đọc thầm lại đoạn văn trên và gạch chân với những từ mà các em thường hay mắc lỗi. Trong đoạn viết này, các em cần lưu ý một số từ. Miền Nam, lưu ý cho cô, từ Nam đây là danh từ riêng chỉ địa danh vùng miền nên khi viết thì chúng ta phải viết hoa. Ngoài ra thì các em cần chú ý cho cô từ giọng hò, mái xuồng, giã bàn, ngưng lại. Bây giờ lớp mình sẽ cùng cô luyện viết lại những từ khó nhé. Khi viết từ giọng hò, các em lưu ý cho cô âm G ở tiếng giọng. Chú ý vần uông ở tiếng xuồng trong từ mái xuồng. Từ giã bàn, khi viết lưu ý cho cô âm G ở tiếng giã. Đây là hình ảnh cây bàn, cây cỏ bàn hay còn gọi là cây cỏ cói, được người dân nơi đây trồng để dệt chiếu cói, túi xách. Và hình ảnh thứ hai là hình ảnh giã bàn, là một hoạt động đập dập thân cây bàn. Ở từ ngưng lại khi viết, các em lưu ý cho cô vần ưng ở tiếng ngưng. Các em hãy viết lại những từ trên vào vở nháp hoặc bảng con nào. Muốn viết chính tả tốt, các em cần thường xuyên tập thói quen luyện viết từ khó trước khi viết bài chính tả nhé. Ngoài ra, các em cần lưu ý một số luật viết chính tả. Vậy, để biết cách đặt dấu thanh ở những tiếng chứa nguyên âm đôi, cô mời cả lớp mình cùng nhau thực hiện sang bài tập 2, 3 ở phần luyện tập. Trước tiên, chúng ta cùng nhau thực hiện sang bài tập 2. Các em cùng đọc thầm yêu cầu bài tập 2 giúp cô nào. Tìm một vần có thể điền vào cả ba chỗ trống dưới đây. Chăn trâu đốt lửa trên đồng, rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều chấm, mải mê đuổi một con nhiều chấm, củ khoai nướng để cả nhiều chấm thành tro theo đồng đức bốn. Ở bài tập này yêu cầu chúng ta tìm một vần có thể điền được vào cả ba chỗ trống.
Các em hãy quan sát dòng thơ thứ hai. Rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều chấm. Ở chỗ trống này người ta đã cho âm nhờ. Vậy chúng ta cần điền một phần vào đây để được từ trái nghĩa với từ ít. Vậy trái nghĩa với từ ít đó là từ nhiều. Vậy cô sẽ điền vần yêu. Chỗ trống thứ hai cô cũng sẽ điền vần yêu, cô được từ nhiều. Tương tự, chỗ trống thứ ba cô cũng điền vần yêu, cô được từ chiều. Vậy cả ba chỗ trống này chúng ta cùng điền vần yêu. Các em nghe cô đọc lại khổ thơ trên. Chăn trâu đốt lửa trên đồng, rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều. Mải mê đuổi một con diều, củ khoai nướng để cả chiều thành tro, theo đồng đứt bốn. Cô mời các em cùng sang bài tập 3. Tìm tiếng có chứa ia hoặc ie thích hợp với mỗi chỗ trống trong câu thành ngữ dưới đây. A. Đông như nhiều chấm. B. Gan như cóc nhiều chấm. C. Ngọt như nhiều chấm lùi. Bài tập trên yêu cầu chúng ta điền tiếng có ia hoặc ie vào chỗ trống thích hợp. Trên đây là ba câu thành ngữ có hình ảnh so sánh mà các em đã được học, đã được biết. Vậy các em hãy tự thực hiện bài tập trên giúp cô nhé. Các tiếng được điền vào chỗ trống ở ba câu thành ngữ như sau: đông như kiến, gan như cóc tía, ngọt như mía lùi. Qua hai bài tập 2 và 3, các em thấy cách đặt dấu thanh ở những tiếng có chứa ie, ia khác nhau như thế nào? Các tiếng nhiều, diều, chiều, kiến là những tiếng có âm cuối nên dấu thanh được đặt ở chữ cái thứ hai của âm chính. Trong trường hợp tiếng tía, mía không có âm cuối nên dấu thanh được đặt ở chữ cái thứ nhất của âm chính. Vì vậy, khi viết chính tả, các em cần lưu ý cách đặt dấu thanh ở các tiếng cho đúng nhé. Sau bài học hôm nay, các em có thể nhờ bố mẹ hoặc anh chị của mình giúp mình đọc đoạn viết chính tả trên. Sau đó các em dò xét lỗi giúp cô nhé. Chúc các em một ngày học vui vẻ. Chào tạm biệt các em.